Xin chào các bạn à, chúng ta gặp nhau đầu mình là Tùng Dũ Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cây study Đó chính là quán nét trong ngày khai trương mở ra không có khách Thì đây gần như là một cái tình trạng cực kỳ phổ biến rồi các bạn Và những quán nào mà không có sự chuẩn bị kỹ càng á Đều gặp phải tình trạng như vậy Nhưng trước khi đi vào chủ đề chính ngày hôm nay Thì mình sẽ khái quát cho các bạn Xem qua cái thị trường quán nét nó đã thay đổi như thế nào và tại sao nó lại xảy ra cái hệ quả này thì trước hết mình muốn nhắn nhủ với các bạn á, nếu bạn nào mà vô tình xem được các video của mình á, trên kênh thì các bạn trước khi các bạn xem nội dung thì các bạn cần phải xem thử cái video đó đăng vào thời gian ngày tháng năm nào bởi vì những video của mình chia sẻ nó xuyên suốt trong một thời gian dài và mỗi cái video á, nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm nó sẽ áp dụng được các bạn ạ không phải cứ áp dụng rập khuôn như vậy sẽ đưa ra đôi khi sẽ đưa ra những cái sự uh, quyết định sai lầm các bạn. Thì chúng ta cùng nhìn lại đi vào cuối năm 22, 2022 và đầu năm 23. Cái thời điểm mà mình nói các bạn á, đó chính là thời điểm này là tiền điểm, điểm vàng. Khi mà dịch Covid đã dừng và được mở cửa rồi thì đây là cơ hội của các bạn. Thời điểm đó mở ra cực kỳ sướng các bạn ha. Nhưng mà cũng khá nhiều người còn e dè và không dám mở các bạn ạ. À. Và khi cái thị trường nó bắt đầu nó bùng nổ á, thì những người mà gần cuối năm 2023 á thì mình lại khuyên các bạn đó chính là khi thời điểm thời điểm cuối 2023 á thì với những thành phố lớn thì các bạn nên tránh xa các bạn ạ. À. Bởi vì bây giờ cái thời điểm này á, thời điểm 2023 á, cuối 2023 thì nó cạnh tranh cực kỳ khốc liệt rồi. Những thành phố lớn thì gần như các bạn không thể cạnh tranh nổi các bạn ạ. À các bạn mở cò con ra các bạn cạnh tranh không nổi cho dù các bạn có gọi là ổ tô quản lý ghê nó nhưng mà các bạn phải hiểu đó chính là cái cá lớn nuốt cá bé các bạn những quán cyber lớn chuỗi chuỗi cyber ấy, thì họ gần như họ sát phạt toàn bộ các nét cỏ luôn khó có thể tồn tại bạn nào bạn mà ở những thành phố lớn ấy, các bạn cứ kiểm chứng đi bây giờ giá giờ chơi rất là nát 4 ngàn 5 ngàn các bạn ha đôi khi buổi sáng á, họ thậm chí còn lấy cả 2 ngàn mà cạnh tranh đến nỗi bây giờ là hai không thèm thu mà các bạn chỉ cần đến chơi buổi sáng mua một chai nước các bạn được free giờ net các bạn ạ à, thì các bạn phải thử hỏi xem các bạn thu tiền về kiểu gì đây các bạn ạ và nếu mình, gần đây mình cũng nghe một cái vài thông tin giống như là ở hồ, hồ chí minh đó, có một quán net 80 máy rất là lớn đầu tư rất là nhiều và họ mở gần một cái trường đại học cực kỳ nổi tiếng luôn nhưng mà sau hai tháng không gồng nổi các bạn ạ à, hoặc là thấy được cái ngành nghề này không thể thu được bởi vì chi ra quá nhiều thì họ dừng cuộc chơi rồi thì các bạn cần phải thấy được đó chính là sự khắc nghiệt của cái ngành này và nếu bây giờ mà mình nói á, thử hỏi là hỏi mình á, là nó còn tiềm năng không á, thì thực ra ở các vùng tỉnh lẻ các bạn ở các vùng tỉnh á, thì vẫn có khi mà nó vẫn còn màu mỡ lắm bạn chủ yếu là các bạn nào có thực sự ra quyết định và thực sự có quyết tâm với ngành nghề này cũng thôi các bạn ạ à. còn ở thành phố lớn thì cực kỳ khó nhưng nói không phải là để bàn lùi các bạn thì cơ bản là cái góc nhìn và cách cách bạn khảo sát các bạn đưa ra quyết định đó, đó chính là những khu vực nào mở được và những khu vực nào không mở được bây giờ không có cái kiểu ở một nét đó, như chính là uh, môn các bạn bán góc phường càng đông vui các bạn ạ à. và khi các bạn vô những khu vực như vậy đó thực sự không kinh doanh nổi các bạn bởi vì lượng khách hàng không đủ mà mở ra quán là nhiều quá thì tất hẳn là doanh thu không đạt được và những ai mà bây giờ tham gia vào cái giai đoạn bây giờ cuối 2024 này và đầu 2025 này cũng khá là phải nên cân nhắc các bạn ạ à, có nên vào hay không thì chúng ta nói sơ qua để cho các bạn hiểu được về cái ngành này nó đang như thế nào các bạn ạ à. thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chủ đề ngày hôm nay đó chính là kinh doanh con nét mà ngày khai trương không có khách. Thì đây là một cái câu chuyện của một khách hàng của mình. Có nhờ mình tư vấn các bạn ha. Và bạn này á, thì bạn bạn này cũng khá là vội vàng các bạn ạ Bởi vì theo bạn này bạn chia sẻ đó chính là bạn bạn uh, trong thời gian chuẩn bị đến khi mở mất có 10 ngày các bạn ạ. Ra ra quyết định uh, chọn mặt bằng rồi uh, lắp ráp máy rồi đầu đi đi vận động là mất 10 ngày thì đến khi bây giờ hoạt động thì nó vẫn còn khá là nhiều thiếu sót cũng như là bây giờ là bạn cũng chưa hình dung được là bạn nên chú tâm có những sản phẩm dịch vụ nào này hai nước nên nhập những cái gì bạn ạ thì gần như là một tấm chiếu mới bạn còn khá trẻ hình như là hơn 2 k bạn bởi vì mình 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 không hỏi rõ tuổi đâu bạn thì mình cũng biết được là như vậy nhưng mà cái mà, mà càng khiến chúng ta đau lòng hơn ở đây ở cái cái cây study là gì đó chính là bạn này vẫn kể mình là trong tuần trước thì em có test máy bạn này bạn dùng cũng cấu hình i3 1660 super rồi i5 2060 super các bạn ạ nhưng mà mình nói các bạn rồi trong năm nặng đầu năm vừa rồi á mình có nói là bây giờ đừng có dùng thằng thằng cũ nữa bởi vì sao bây giờ là thị trường hàng nó nát lắm rồi nó là hàng cả cũ nó nát lắm cho dù các bên đơn, đơn vị lắp đặt cho bạn á có cam kết gọi là ví dụ như bảo hành 12 tháng thì người ta gọi là bảo hành trách nhiệm đó ví dụ như là lỗi con nào lỗi con đó nhưng mà với bạn này á thì khi đóng thông gian tết máy á cứ một ngày bạn nó rộng khoảng 3 đến 5 con cạc các bạn ạ à. và khi tình trạng nó xảy ra thì nó kéo theo là phải đi đổi bạn ạ à. thì nhìn nó nhìn nó không không phải là nó quá ghê gớm đâu nhưng mà nhìn xa hơn các bạn ạ à. mới chỉ thời gian test máy thôi mà nó đã sự cố như vậy rồi nếu mà đi vào hoạt động thì sao lẽ nào ngày nào phải đi đổi cạc các bạn nó vừa gián đoạn kinh doanh của bạn và vừa giảm uy tín và cái nhìn của khách hàng đối với quán này đó chính là ồ quán này uh, máy rồm quá lúc nào cũng hỏng hết các bạn ạ à. như vậy rất là phản ứng ngược thế là bạn này bạn thấy mấy ngày không ổn thế là bạn đã đổi hết sang cạc mới các bạn đổi lên cạc 3050 và cạc 4060 thì đâu chúng ta lại phải đổi thêm một lần nữa lên một cấu hình rất là cao các bạn rồi khi mà đi vào hoạt động các bạn thì đổi ra cặp mới rồi thì nó thì lúc mà bạn nhắn tin cho mình đó, thì mình lại khi mình cầm cái cấu bạn cấu hình của bạn á thì mình bắt đầu mình khá đau đầu mình lần đầu tiên trong cuộc đời mình đó chính là trong năm 2014 2024 rồi và chuẩn bị sang 2025 vẫn có người sử dụng màn hình 24 inch các bạn ạ cấu hình dành cho bạn này dùng màn, màn, màn 24 cho cái cấu hình thấp nhất thì mình mới kêu được trời, ơi sao em lại làm như vậy các bạn ạ à? và chưa, chưa kể các bạn đó chính là cái cấu hình mà in năm hai nghìn bốn mạnh nhất á. thì bạn nó vẫn dùng con màn nó chính là màn mà 27 inch 180 trăm z thì với cái ví dụ này các bạn thì mình hay gọi là gì nhỉ hay gọi hay gọi là lấy một cái hình tượng á, hình tượng để so sánh đó chính là lữ bố lữ bố cưới chó các bạn ạ à. bởi vì sao với cấu hình ít nhất cái gì phải đồng bộ bạn ạ ví dụ như cấu hình như vậy là mình đúng, theo theo giá mình là cao đó chip với siêu cạc là mạnh rồi đó nhưng mà đi kèm với nó là con màn nó không tương ứng các bạn chơi màn 180Z như vậy thì nó không không có tương xứng và nó không gọi là mắc binh lắm và khiến cho khách hàng tất nhiên nó sẽ hỏi là tới cấu hình như vậy mà chơi con màn tầm 180 bây, bây giờ trong khi bây giờ những cấu hình đó nhất phải 240 các bạn ạ là gọi là tối thiểu các bạn. thì bây giờ họ lại ghép như vậy, giống như là lữ bố không có xích thố thì giống như nó nó gần như mất hết công lực đó. thì gần như là một cái ghép, một mảnh ghép nó không có phù hợp. Nhưng thì mình cũng nói thẳng là bây giờ là anh chỉ là review lại thôi. có nghĩa là với những câu hình văn như vậy đó, thì nó có những bất lợi như vậy. thì bây giờ nếu mà để khắc phục thì nó sẽ là một phần bất lợi. cái này thì phải theo dõi thôi. và nếu mà để gọi là thay đổi một lần nữa các bạn bởi vì bạn này bạn vừa gọi là sao vừa mới đổi từ cạc uh, cũ sang cạc mới full new hết rồi bây giờ lại đổi tiếp màn nữa thì cũng hơi đau đầu các bạn ha khá là đau đầu á số lượng máy cũng không phải ít đâu các bạn cũng nhiều đó các bạn ha và rồi uh, bạn này thì cũng kêu là à, bạn cũng nói mình là à, thì em thấy màn này cũng được mà anh đồ khách chơi cũng ok mà tập trung mà thì mình mới làm một cái bài test bởi vì cái thời gian mà mình ngồi đối vấn cho bạn nó vào buổi tối lúc 8 giờ các bạn thì mình mới nói với bạn này là hiện tại quán em có bao nhiêu máy hoạt động thì bạn nói mình là 20 máy thế mình mới nói là em xem thử 20 máy đó bao nhiêu máy đang ngồi màn 27 và bao nhiêu máy ngồi màn ngồi 24 thì một con số không có gì bất ngờ hết đó chính là 19 máy màn 27 và một máy màn 24 các bạn ạ à là các bạn hiểu được là cái độ tranh vinh nó như thế nào rồi. Mà rồi đó chỉ là một phần thôi bạn ạ Và rồi cái lý do tiếp theo đó chính là ngày khai trương của bạn này không có khách. Thì cái câu hỏi đặt ra đó chính là bạn đã làm gì trong thời gian bạn chuẩn bị. Các bạn ạ, bởi vì tính ra bạn này bạn nó làm gấp mà trong 10 ngày các bạn. Và mình hỏi thì thì cũng giống như bao người khác thôi các bạn. Đó chính là khi nào khi khai trương bắt đầu mới chạy mới chạy khuyên mãi mới chạy khuôn mãi mới chạy marketing thì mình nói, mình mới nói bạn này á bây giờ em mới chạy á thì gần như là em mất một ngày rồi bây giờ em khuyến mãi mất ngày hôm hôm đó rồi thì sao bây giờ những người khác bây giờ sao biết được đấy đúng không cho dù x3 x4 x5 tất cả đều là vô dụng hết đều là nước đến chân mới nhảy hết không có sự chuẩn bị thì bạn này vẫn nói ở ờ, bên đơn vị lắp đặt có nói cho em đâu biết đâu thì bây giờ là nó lại đưa vào một cái thế khó rất là nhiều bạn ạ à thì thường mình có cái thời gian đó là thời gian thời gian vàng để các bạn câu kéo khách tìm thật nhiều người đến trải nghiệm mà đó. thì đó là những cái sai lầm cơ bản thôi mà tại sao lại có những trường hợp giống như bạn này các bạn thì phải nói đó chính là về cái thị trường thôi các bạn thì những thì người ta hay nói là mạnh vì gạo bạo bị tiền mà và những cái doanh nghiệp mà họ đang gọi là nắm đầu cái ngành này á các công ty máy tính á, họ lớn đó, thì họ đang dẫn dắt cái thị trường này nó đi theo con đường như vậy đó chính là đi theo con đường bán hàng bằng mọi giá và điều này nó cũng một lực đi như vậy đúng không thì ở phía khách hàng thì khách hàng họ cũng mong muốn là mua được đồ rẻ thôi các bạn thử nghĩ ngày xưa đi mở một quán nét nó giống như phải bỏ một rất là nhiều tiền đó. mở một nét có gì to tát lắm á nhưng mà thời điểm hiện tại mở con nét là một cái gì rất là đại trà rồi, ai cũng thể mở được. Bởi vì giá linh kiện giảm rồi giá rẻ các bạn ạ, ai cũng mở được. Thành ra thành ra là ở phía góc nhìn của hai bên đó, nó sẽ gọi là nó không thành thật với nhau. Tại sao mình nói là không thành thật? Bởi vì người bán họ muốn ra được hàng thì họ bán bằng mọi giá thôi. Khách hàng thích chơi kiểu nào cũng được hết. Và bán những cái đồ mà không không chất lượng rồi giá rẻ các bạn ạ ở phía người mua người mua thì cũng như vậy họ muốn giá rẻ bằng mọi giá càng rẻ càng tốt và họ gần như họ bỏ qua tất cả những thứ mà nó liên quan đơn cử các bạn nha thì một cái đầu tiên là về cấu hình một cái cấu hình là gọi là đảm bảo để các bạn kinh doanh tốt thì gần như bị bỏ qua hết thứ hai là vấn đề về bảo hành bảo dưỡng thì tất nhiên với những người họ không cần bảo hành có nghĩa là sao tôi tự bảo hành hỏng tôi tự sửa. Rồi đến lúc mà đi thay linh kiện tôi tự tháo, tôi tự mang ra đơn vị bảo hành thì đó là những người muốn mua giá rẻ là như vậy các bạn ạ. Còn những người mà cũng cũng thấy những người khác như vậy mua giá rẻ rồi bảo hành tốt đó thì họ lại gọi là nó chơi gọi gì là lấp liếm, có nghĩa là ở uh, ờ uh, cứ mua đi rồi sau tôi bảo hành không. Nhưng liệu nó có đảm bảo cho bạn 3 năm trời không? Thật sự rất là khó nói các bạn ạ. Bởi vì lời nó gió bay mà mà vì khi bạn muốn mua cái giá giá rẻ rồi á, thì bạn phải nghĩ đến cái người người bán cho bạn á thì họ có đủ chi phí vận hành cho bạn chi phí vận hành để làm được đó không? bởi vì ba năm là khá là dài các bạn ạ bởi vì họ cũng không thể gọi là đi đi xe đổ xăng rồi uống nước các bạn uống nước lã hút cái không khí để làm những việc đó à rất là khó còn khi mà vào kinh doanh thì nó sẽ có những cái vực bảo hành này thứ hai là khi nếu mà bạn xui rồi các bạn gặp khi các bạn đi bảo hành thì các bạn máy bạn chống thì bạn cũng cần cách các đơn vị đó họ cho bạn mượn linh kiện để làm gì để máy không gián đoạn để kinh doanh tốt hơn rồi khi trong kinh doanh nha trong kinh doanh có kinh doanh á thì họ sẽ có những cái gọi là những cái chương trình hay những vật phẩm họ xin từ hãng họ hỗ trợ cho bạn để làm gì để làm sự kiện để kéo khách tất cả những thứ mà đi về sau các bạn ạ nhưng bây giờ nó đang ở mức gọi là không thành thật với nhau cả, bởi vì hai bên đều không rõ ràng, các bạn ha. Ví dụ như là thật ra thì mình cũng nói ngày này rất là nhiều các bạn ha. Các bạn cứ nghĩ các bạn muốn là sau khi ra như nào thì các bạn cứ nói chuyện hai bên thỏa thuận hợp lý với nhau. Có nghĩa là ok, tôi muốn như này này, ghi vào hợp đồng đi. Rồi giá cả là báo, ok làm các bạn ha. chứ đừng như bây giờ là bán bằng mọi giá bất chấp quá. Như vậy nó thành ra nó hệ lụy cả cái ngành nét này các bạn ha và liệu thử các bạn thử ở những cái khu vực bạn đang ở bạn xem thử có bao nhiêu quán đã ra đi trong năm này rồi là các bạn biết liền các bạn ha khá là đau đầu các bạn ha mở ra mà không kinh doanh được là mệt đó như cái bạn này á các bạn mình có đề cập á như bạn này là bây giờ mặt bằng của bạn á thuê cũng đâu đó tầm năm chục các bạn thì mở mắt ra các bạn bị mất tầm triệu rưỡi rồi mà các bạn mở ra công khách mà các bạn ngày này ngày nắng bù lỗ triệu rưỡi là các bạn thấy đau đầu chưa? Vậy nên á, vậy nên cái cách tốt nhất của bạn á là các bạn cần phải có một cái chứng kiến, một cái tư duy riêng của mình. Đừng có bị cuốn theo cái thị trường này nó đang như vậy các bạn ạ. Bởi vì đây là xu thế chung rồi các bạn. Và bạn đi theo cái xu thế như vậy đó, thì gần như là bạn bị đạp, bạn kinh doanh không nổi đâu. Bởi vì ai cũng như bạn như vậy á thì thành ra cái, cả cái thị trường nó rác lắm, nó rác cực kỳ luôn. Như mình nói, ấy, ngày xưa mở nét rất là khó, đầu tư rất là nhiều để có một quán nét gọi là chỉ chu. Bây giờ ai cũng mở nét được hết. thì các bạn biết rồi đó. một cái đại, một cái quá đại trà đi khi ai cũng nói về nó quá nhiều, thì gần như nó gần như nó không thể sinh lợi được. Rồi. cạnh tranh quá là cao. và nếu bạn gọi là muốn kiếm tiền từ ngành này á, thì các bạn phải đầu tư rất là nhiều. các bạn ạ thời gian công sức của mình vào cũng không thể gọi là cứ ngựa xem hoa được các bạn chứ mà chứ mà làm mà bỏ bê khó lắm chưa kể là như mình nói nếu mà bạn rơi vào tình trạng của các bạn mình kể ra liệu có bao nhiêu người sẵn sàng chi thêm tiền để đổi cạc đây đúng không ạ bởi vì nhiều nhiều bạn mở bây giờ gần như là bạn mở vừa khít luôn bạn và bạn mở bằng mọi giá Mình đã nói rồi Nếu mà tài chính không đổi Thôi dừng chơi Đừng cố quá Bởi vì khi mà Nó rơi vào tình thế Mà tính thoát lưỡng nạn Đi tiếp cũng được Lùi lại cũng không xong Thì gần như là các bạn Là buông xuôi đó Thì đó là cách chia sẻ của mình Ngày hôm nay Các bạn ha Thì các bạn Có thể rút ra được Kinh nghiệm cho bản thân Thì có thể Những bạn nào đang Chuẩn bị mở quán Thì các bạn nên cân nhắc Các bạn ha đó là những chia sẻ ngày hôm nay. Bạn nào cần tư vấn thì cứ nhắn tin mình qua Zalo 0973 9 Xin chào bạn.